Sớm đã đoán được địch sẽ đến đánh lén, không phải là bọn cứu rượu. Viên gia tư thế tạm cộng là ứng viên tốt nhất của mình chứ. Nghe nói Hoa Hùng là mạnh tướng hàng đầu, chỉ tay động trác, không ngờ đã chết tới đây rồi. Hoa Hùng khí thế hung hãn, ai lấy được cũng gặp hắn. Anh Hùng thiên hạ, chỉ ba một người.
Tây Lương Thiết Kỵ thuộc hạ dưới trướng Động Trác chiến đấu anh dũng không phải dễ.